Thân mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình tiếp tục mình quay cho các bạn xem một cái mô hình là trồng rau muống kinh doanh nha các bạn. Thì để cho các bạn nào mà đang muốn trồng rau muống thì các bạn là cũng có thể là xem được và cái cách mà người ta trồng nó như thế nào nha các bạn ha. Thì để dán cho các bạn xem nè, thì đất này là được trồng trên cái nền đất thịt nha các bạn. Và trồng cái này thì tầm khoảng là 30 đến 40 ngày là mình thu hoạch được rồi nha các bạn ha. Thì ở đây mình đang ở ngoài gần lộ các bạn nên có tiếng xe chạy, các bạn thông cảm mình ha. Ở đây các bạn để mình coi nè, thì ở đây có một số cây nó bị vàng lá như thế này các bạn, thì các bạn có thể là xịt thuốc nha các bạn ha. Thì thuốc thì thường là dễ vàng lá là xịt cái thằng Antracon các bạn, thì nó sẽ là hết cái bị là vàng lá như cũng như là đốm lá như thế này nha các bạn. Thì trong những video trước thì mình cũng có chia sẻ rồi, thì hôm nay chủ yếu là đi quay cho các bạn xem một cái mô hình là trồng rau muống các bạn. Còn đằng xa kia là người ta trồng trong nhà lưới là người ta trồng cải bẹ xanh nha các bạn ha. Thì mình cũng có chia sẻ cho các bạn những cái video lần trước rồi đó. Đó thì ở đây là cái mô hình này các bạn, thì trồng trên cái nền đất thịt đó các bạn. Thì cũng có là đi ống nước nó rõ ràng luôn các bạn. Nói chung là xịt thuốc dưỡng phòng bệnh này nọ thì cũng là chuẩn hết nha các bạn ha. Nhìn rất là tốt nha các bạn. Thì cái đám này thì nay mai thì cũng sẽ là thu hoạch nha các bạn ha. Thì đám này thì của ông anh mình các bạn. Thì hôm bữa mình thấy các bạn quan tâm về cái chủ đề là cái cây rau muống này các bạn, nên mình muốn là đi quay cho các bạn xem một cái mô hình rau muống nữa đó. Để đi tới quay cho các bạn xem nè, nhìn rất là tốt nha mọi người ha. Thì hạt giống thì các bạn có thể mua ở ngoài chỗ mà vật tư nông nghiệp cũng có nữa các bạn, thì bạn về bạn ngâm nước ấm cho mình ha. Và đặc biệt cái này là bạn trồng là bạn phải là phơi đất nó lên, bạn dùng cái máy mà sấy đất á, bạn sấy nó lên, sau đó là bạn hãy ngâm qua cái hạt giống á, xong rồi bạn hãy rải ha. Thường là người ta sẽ trộn với phân, người ta rải cho nó đều các bạn. Nó thì nó sẽ phát triển cực kỳ là tốt nha các bạn ha. Đó, nhìn rất là tươi nha các bạn. Thì ở đây mình quay nó hơi nhanh nha các bạn ha, tại do là mình không có thiết bị các bạn nên mình quay nó hơi rung tí, các bạn xem thông cảm cho mình. Thì đây là một cái mô hình là trồng rau muống kinh doanh luôn các bạn, nhìn rất là bạc ngàn luôn nha các bạn ha, rất là tốt luôn nè. Phân thì các bạn có thể là đi phân là 30-10-10 cũng được các bạn, hoặc là phân DAP các bạn, thì mấy loại phân đó thì nó rất là tốt các bạn, giúp cho cây nó phát triển cực kỳ là mạnh luôn nha các bạn ha. Và đặc biệt cái cây rau muống này nè các bạn nè, rất cộng rất là to nha các bạn ha. Đó, và nó sống được là trên nhiều loại đất luôn các bạn. Nói chung là đất nó ẩm ướt là mình có thể là mình trồng được các bạn. Còn nếu như là các bạn trồng trên cái nền đất thịt này nè, thì các bạn chịu khó các bạn tưới nước cho nó đều xíu ha. Thì một ngày như vậy mình tưới là hai lần nha các bạn, để đảm bảo được cái độ ẩm á, như là cái lượng nước á, cho cái cây rau muống nó phát triển nha các bạn ha. Đó, các bạn xem nè. Thường á, thì cái này lâu lâu nó cũng hay bị bệnh như là bù lạch đó các bạn. Thì các bạn có thể là dùng thằng Matsubo các bạn, là các bạn xịt cũng được ha, thì nó sẽ hiệu quả hơn. Ở đây thì mình chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của mình thôi. Thì các bạn thì có thể dùng những cái loại thuốc khác để các bạn xịt nha. Đó, các bạn xem nè, mô hình này là rất là chuẩn nha các bạn. Để đi tới quay cho các bạn giáp dòng rồi mình sẽ kết thúc video này nha. Đó, các bạn xem nè, trồng rau muống này đơn giản lắm các bạn. Nếu như bạn trồng kinh tế á, thì các bạn nên áp dụng cái mô hình này ha. Hạt giống thì nó cũng rẻ nữa các bạn, cộng to nữa mà phát triển. Nhưng mà cái này là xịt thuốc nhiều nha các bạn ha, muốn nhanh nữa thì mình phải xịt thuốc dược. Rồi thì video quay nhanh tới đây thôi nha các bạn nha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình nha.